Chào anh em nha. Bữa nay thứ năm này lên cái video anh em xem này, cái đồ phải có nhu cầu alo đồ thường đó. Rồi cái số 1 này, cái số 1 là một cái móc an toàn này. Nó có dấu gì đây? Dakaho ngon lành nha. Denko thì dài còn được bóp lên này. À kéo nó ra đó, thì dài còn được hơn 1 mét, đo cẩn thận đây. Một mét ba, cái dài 1m3 này. Đó, dây mới đẹp đó, từ đầu đuôi nha anh em, nhìn từ đầu đuôi đó. Rồi đây này, rít ra đó, ăn cái nào này nó vào này đó. Nên nó vào nha. Đây anh em nhìn hình dáng này, cái này bị bể mất tí lên, bể tí này. Đó chữ này. Rồi đấy, trong này mới này, mới luôn này. Đây chữ này. Rồi cây thắt vào lưng này, thắt vào lưng đây này. Đó, đồng mới nha. Đó, cây này nó ngon lành này. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Khi nào mình làm cái gì nó bị trục trặc cái đó, mình nghĩ đến an toàn. An toàn thì nghĩ đến cây này. Họ mua về không có gì để đó luôn, gói để đó. Nó sử dụng thì lấy ra. Đây có cái móc gì đây này. Đó. Nha, rồi nha. Cái dài 1m3 nha. Đây này. Hàng hóa bây giờ coi lên cao thì coi như là tương đối có giảm ở đó, lúc có lấy nhiều đó. Đó nguyên vẹn của nó là thế này. Rồi cái số 1 280k, số 1 này. Một 280k. Rồi tiếp tục cái số 2. Số 2 này là cục cước này, loại cước này. Loại này bằng sắt hay là bằng gì cho nó có dẫn điện nhá, loại này nó có dẫn điện này. Đó, cặp cái này này. 100.000. Đó, cặp 8 nhá. Cái này thì bán nhiều này, đợt này là bán nhiều rồi đó, cứ hết thì lấy về, hết lấy về chứ cũng có rất nhiều đó. Một lần lấy 5-6 cái rồi chứ đắt sao lấy nổi. Rồi cái số 2 100k đó. Rồi tiếp tục cái số 3. Cái số 3 này nhìn như một cây tút dây này. Đó, đây. Đó, hai bên luôn. Đây, cấu tạo cái này. Anh em nhìn xem. Đó. Hai cái lò xo thanh trượt của hai bên. Chiều này có lò xo này. Các tút hi Ruben, hi ki Ruben chứ. Đó rồi nó dài được
cái này vừa cái, vừa tầm tay thôi, dài khoảng 20 à, 20 à. Rồi cái số 3 này 180k, 180. Rồi cái số 4, cái số 4 này là một cái lam, một cái xích này, xích một cái lam này. Đây, xích một cái lam nha. Cái này nó có cái đĩa giữa này, đĩa này. Đây, cái đĩa, cái răng đĩa. Biết nó có quay này không chứ, lấy về thế này. Đó, nó cũng dết rồi. Đó. Nó có cái đĩa giữa này, đây, răng giữa này. Đó, cái lam chưa mẹ chưa gì hết đâu, chưa nó còn nguyên vẹn nhá. Ký hiệu của nó là đây này, Ricon, Oricon. Chỗ này chỗ gì, chỗ này chỗ ra ra dầu mỡ sao. Đó cái sên này, cái sên cái lam. Đó, sên không mẻ nha. Ít khi nó mẻ lắm, sên loài này cưa này ít khi nó mẻ lắm. Đó, ngon lành. Đó, rồi. Chiều dài của nó được lam 34. Sên thì được 40, hơn 40. 41. 41. Rồi. Cái này là 150k. Anh em chuyển khoản là báo ship bình thường nhá. Còn báo ship đi. Dư nó rẻ hơn nè. Chờ số 4 này. 150k. Đó, mai làm nay thì làm buổi sáng nha. Buổi sáng không gọi máy được đâu. Đó, sáng chiều đó không gọi máy được. Rồi, tiếp tục. Rồi một cái một phen này. Một phen này là của Abad gì đây. Ô ra bát này. Cái này là mở phe trong. Đó, nó thế này. Xong nó hở được hở này đấy. Biết mở phe trong sao hở này. Đó, có khóa lên. Mở đến đâu là khóa non. Rồi một cái kim này này, kim này, này. Đây này. Trong có cái khứa bị để làm cái gì đó, khứa để làm cái gì, chữ lên chữ nằm lên. Đó kim này, này đây chữ nó viết này. Rồi hai cái này 120k. Số 5 120k. Đồ mà đồ nhặt thì ít khi nó hư lắm, chứ không phải là như đồ. Loài bệnh lê này này. Đây này, nhặt được mấy bộ bệnh lê. Nhưng mà mình về lại nghỉ sai mất. Đáng lẽ là mình nhặt 4 cây, 4 cây của một cánh cửa. Nên mình nhặt con cặp là hai cây, cho nên là bị sai mất. Đây, lên đây này. À, có chữ này, A C A con gì đây. Một cái này dày lắm, nặng lắm, không mẹo mỏi gì hết. Đây, chữ nhẹ nhàng nhá, đó nó mở ra nó. Bên này hít này, hết này. Đây cái này thì có như đáng lẽ là phải nhặt 4 cái này mới đúng này. Một khung cửa này. Đó, chữ này, chữ này. Đây này. U S U S 430. Cái
Cái này N5K18 trừ C. Hai cái này giống nhau nhặt chứ, hai cây lạc rồi. Đó, giống nhau. Đó, rồi. Đó. Cặp này cũng nó cũng tương tương nhau bằng nhau. Đó. Rồi. Một bộ này này, 100 nghìn này. Đây. Cái này là 25 nghìn này. Đó. 100 nghìn. 150 nghìn. 150 nghìn. Ba cái này này. Cái này cửa, nó đà này. Cái này chỉ lắp được một cánh thôi. Cánh. Hai bản lề là một cánh. Đó, rồi. Cái này 150 nghìn này. Cái này là nặng lắm. Ai mà muốn cần thì đặt thì có, nhưng mà cọc của tôi thì nhập về chứ. Loại nào? Loại vàng hay loại trắng hay loại nâu? Nó xong. Trắng vàng nâu, từng loại nào nhập loại đó. Một cây là 25 nghìn. Chứ bữa trước mua cái bộ bánh lề gông mà có như là 24 nghìn. Cây số 5, cây số 6 này. Đó, 150. Đó, hàng trung tâm. Hay gì đó. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là một cái ly cưa này. Cái này là cũng nó định lệch thế chữ mà không thấy chữ đâu, nó mòn hết đâu nữa. Mòn hết chữ. Đây, không mẹ răng nào hết. Anh em xem. Đó, từ từ đi xem. Không mẹ răng nào nha. Đó, đẹp không? 16. 16. 15, 15, 9. 15, 9. Giữa 15, 9. Đó, còn lỗ thì 16, 17. Lỗ 17. Lỗ được ở lỗ 19. Lỗ 19, lỗ giữa 19. Cái này 150 nghìn. Cây số 7 này 150k. Lưỡi hợp kim nha. Đó, nó cắt mòn chữ nó sao chứ. Chữ nó viết thì cắt mòn chữ sao. Đó, phẳng không vênh không gì hết. Đó, không vênh chữ nào. Cái số 8 này. Tám là một cây bấm cốt này. Rồi. Ở giữa này đó. Khóa luôn. Đó. Bấm sao mà nó khóa còn nấc nấc ở trong á. Một không khóa là nó gạt bên này, này. Hoặc là bên này, này. Là nó không khóa này. Còn muốn khóa là gạt cái giữa này, này. Đó, khóa được mà nay không khóa được. Khóa được cái này là khóa được này. Nó khóa này. Cho nên cái khóa này. Đó, khóa đó. Được chưa? Được sáng này. Khóa mất rồi. Một ẩn vào mình được.
Rồi, bạn lại cưa này. Rồi. Cong này này, cắt cả những cao này. Sắc này. Đó. Cái này không có chữ. Không thấy chữ. Mất đâu á. Cái này chữ này. Chữ dưới này. Đó, cái này này. Cái này 20 nha. Cái này ở 18. Còn được dùng 18 này. Cái này này. Cái này phần sử dụng. Cái này cắt cả như cao. Một chiếc 33. 33 này. Đây, về thì lắp cái chè cái cán cắm ở đây bắt đầu nó quan độ nó. Chụp cái đinh này lên cắt thôi. Rồi cái này cũng không có chữ. À chữ đấy này. Cái này có chữ này. Đó. Phần sử dụng cũng nó cũng cũng cắm vòng vòng. Sử dụng 25. Đó. Rồi ba cái này. Đó. Còn nó coi có cái dũa lá nào nữa không? Ba cái này này, 100 can. Ba cái lưỡi cưa. Đó. Về anh em làm cán nó xài. Cái nào mà có cán nó gãy hết rồi. Gãy. Gãy đứt luôn. Gãy vinh luôn. Cho nên nó không có lấy được. Chín này. Trăm. Rồi tiếp tục cái số 10. Số 10 này. Rồi là một cái màu han này. Đây màu han đang núng núng nóng. Nóng mà. Đây, gọi là nó cái này là 100W này. Chiếc thì đơn giản thôi. Trên này nó chảy mà. Chúng mình loại này thì cái này nó luôn dính thì chất đẩy nó chảy chưa chảy dính cái sĩ này sĩ dính sĩ nó chảy hết đó. Một cái này, cái này 100W, cái này cái số 10, số 10 này rồi nó còn cong tí này. 10. Đó. 140k. 140 này. Đó. Dây này là dây Nhật này. Nhưng mà nó cắt rồi tôi về thì lắp dây Nhật vô cùng dây Nhật, nhưng mà ổ cắm này là cắm Việt Nam này. Ekit này, cho nên là của Việt Nam. Nhưng mà nó an toàn lắm. Cái đó. Đó, rồi, cái số 10, 140. Rồi, cây 12. 11, cây 11 này. Cây 11 này, đây này, anh em thấy nó đỏ rồi không? Đỏ nóng không? Đó. Cái này nó 100V 100W này. 100V 100W này. Đây này. Nóng nhá, nóng chảy hết chứ mẹ nó. Đỏ, đỏ nóng này. Chưa nó hở nó đỏ nóng này. Phần rít vào này. Rồi, cái này cây số 11. 140. 140. 140. Đó, đang còn cắm lên điện này. Cái này là nguyên dây nguyên dở của nó luôn. Từ bọng. Cái này vô đi đường nào đây? Cái số 10
13 này. Đó. Cái này 60W này. 60W nhá. 100V hết nha, điện 100V hết này, trừ hai bên luôn. Hàn nguy hiểm quá, nóng rồi. Cái này nguyên dây nguyên lợi của nó luôn, mà nguyên dây nhưng anh em về phải kiểm tra đề phòng với không, dây này lâu ngày em còn đầy trợt nó mình cũng chạy đâu. Rồi cây số 13 này 120K. Rồi, số 14. Số 14 này. Bị cưa này, cưa cái này cũng gãy cán này, trừ cán này sắt. Đó. Tay vừa rồi không được hết chứ. Chữ lâm tum đâu không thấy. Một cây này, hai cây này, cây này gãy cán luôn này. Tem à, là này dán tem, tóc tem. Hai cây này, ba cây này. Đây, cây này có chữ đấy nhưng mà nó sắc. Ba cây này, cưa 100K. Còn về cưa thì cây cạnh cây này nói chung là cái gì được mình làm trong nghề nghiệp nó có nhưng mà sử dụng được hết là mình cũng có cái gì bỏ. Rồi cái số 14 này 100K, 400. Rồi 15 này, cái cưa này, cái này có cưa, cái này có cưa này. Đó, cái này nó còn cán. Cái gỗ răng nhỏ này, răng nhỏ mịn hơn. Sắc này. Gỗ gì chứ? Gỗ chứ mình nhựa, gỗ. Có tem này. Đó, chốt một chốt này. À cái này bị gập lại mới ngỡ được này. Rồi, một cây này, cái này inox mà nó không dét chỉ gì hết á, nó không dét chỉ gì hết. Sắt này, cái này thì chưa bóc lưỡi luôn. Đây qua tôi bóc một tí đây mà nó sáng, nó sắt chưa sử dụng luôn á. Dét là dét theo kiểu thời gian này chứ chưa sử dụng đó. Đó. Đó, mùng sắt. Rồi, ba cái này 100K luôn. Lần này có cán nhưng mà nó lại ngắn hơn tí. Rồi, cây số mấy rồi? 14 à. 15 này. 100K. Làm được cái gì là lấy cái gì này là biết làm cái đó đi chứ không dùng có ấy được đâu. Rồi, giờ mình tiếp tục loại đồ nhỏ này này. Cái này là cây Taroren. Taroren anh chị ở Tiền Giang anh đã đặt, anh mà xem video này thì anh ok thì em gửi nhá, họ gọi cho em mà em gửi nhá. Đây này.
gửi cây đỏ với lấy anh lấy cái gì nữa đây, lấy cái gì nữa chứ không cây đỏ là cái lắm. Đây cái này này đó, cái lưỡi cưa này, cái này cũng sắc dài. Chữ đây sao đó, các chai này, cưa này, một kia mùi khoét này, khoét 13 này đó, cái này 100k. Anh ấy nhờ anh gì anh gì 4 số 8 à, hỏi 4 số 8 à, quên nói cho nhiều người hỏi, nhiều người gọi đến nhớ số điện thoại 8 là dễ nhớ. Cái này cây số 16 này 100k. Không anh hỏi cái nó nhỏ quá, ít quá này coi nha. Rồi bây giờ mấy cái lịch cưa này nè, có mấy cái lịch cưa mà cưa ấy nhá, cưa nhỏ địa, cưa lòng đây này, sắc lắm đó. Rồi, cái lòng hai cái này bằng nhau này, hai cái bằng nhau này. Cái cây này dài này, cứ kiếm đó, chữ này 240 mm đây. Đó, ba cái lưỡi này này. Rồi kèm theo một cây cái này là cái gì đó, cái này cái mùi khoan tường đang trong hộp luôn này, tường con tường đó, nó mài này, con sắt được, con này con sắt được này, nó mài theo kiểu con sắt được này. Đó, bỏ đây. Còn mùi coi mùi mấy mà. Mùi 85 mà. 8.5, 18.5. Cái con tường và con sắt, ba cái lưỡi cưa kiếm. Một cái mùi cái đục dấu mà có như sao nó bung băng kiểu này nè. Đây này, đục dấu nó bung băng. Chưa sử dụng, nó còn nằm trong bọc đó, trong một cái túi mà túi đồ nghề á, chữ nó còn túi đồ nghề á. Còn cái này là bọc là mới nhất, còn cái gì nó ngậm được là nó giác hết rồi đó. 1, 2, 3, 4, 5 món này này, 100k này đó. nhỏ cho mình này, cái vỏ. Chứ bây giờ lưỡi cái kiếm này thì không biết mua ngoài tiền có hay không. Chú thì lâu nay tôi không tiền mua, tiền xài thằng bài này thì dư có, nhưng không biết cái đồ tiền bán cái gì nữa. 17 này, 100k này đó, nhỏ chuyển khoản luôn này. Rồi tiếp tục một cây cờ lê tự động 3/8, 9-14 này, 15-22 này, đây này. Đó, thấy chưa, cái này thì anh em quen thuộc với nhau, 9-14, cái 3/8, 13/16. Rồi thêm một cái cưa này này, cưa này là cưa ấy nhỉ, cưa bỏ cái lưỡi cưa đây là cưa này, nó nguyên lắp nguyên lưỡi này. Lưỡi này lưỡi gãy ở sau cho nó nguyên, còn cái này ra là lắp lưỡi này. Ui cũng cứng chứ đó, được chưa đó. Cái này này 100k này, 100.000 này. Hàng hóa dự đặt reo, tôi thì hàng trung tâm cho nên đồ nhỏ này chứ,
to không lệch đâu, to anh em cứ đi coi những kênh khác mà xem. 100 can nói dân hết, không tưởng tượng nổi đâu. Cho anh em nhà cũng mua này có như là đi đưa đến rồi, ok này là xong rồi. Rồi tiếp tục còn gói đây, cái này mới hay này, một cái đầu thịt lưng đó, chưa trong này đó. Chữ này đầu thắt lưng nha anh em, thấy thịt lưng mà coi như là đợt trên này nó chết chết bứt luôn, mà cái này nó chưa chết không, nó không chết không đó, cái này nó nhỏ nhưng nó mà lớn là coi như nó để sai đấy này. Cái này được có 3 phân này, 3 phân đó, lớn nó để thì sai chứ không phải là ấy đâu, tôi nhặt cho nó không có. Có cái lưỡi so đâu mà nó bực ở đây này, so trong này. Còn một cái này này, cái vít này, vít này cũng nó nằm trong cái đồ nghề của cái ấy đó, cái đồng dầu đó đó, vết xeo này. Rồi cái dao này này, đây này, cho nhỏ con, cho đi câu mà con chữ này. Câu cắt cước cũng được. Rồi một cái cưa, nhưng mà cưa này là cái cán đấy nhá, cán thấy đẹp đẹp, ok lấy về anh em có xài chứ còn sử dụng đó. Anh cái này xuống này, đó cán đẹp không, cái dao này, cái vít này, cái lưng này, 100.000 này. Riêng ra một cái đầu này nó lớn hơn tí thôi, đồ Trung Quốc, đồ Trung Quốc Việt Nam nhưng lớn hơn tí này, này. Đó 50.000 cho họ, là tôi cũng đã hỏi đứt hoài hư hoài chết, do là chết mình làm ra mồ hôi vào đầu là chết, cái này không chết, to tí nữa là để sử dụng đâu. Có cái loại viên thuốc của Hàn Quốc nhức mỏi chân tay, là nhiều người uống đỡ đây, tôi cũng uống mà nó cũng đỡ. Ai mà nhức mỏi chân tay này alo thì gửi cho 80.000 vĩ. Đây này cho anh em xem cái loại này này, đây này vị này này của Hàn Quốc. Tôi là có cái người đi Hàn Quốc về là ấy chứ, tôi cũng không biết, ông nghe nói thôi, Thái Lan này, có chữ Thái Lan này, Bangkok này đó, uống nó đỡ, mà tôi cũng lấy cho mấy người uống đó, đó. Hạn sử dụng là 28/10/2026 một năm, đây này, tiến non tôi uống mất vị này, đỡ đó. Ai mà mua thì lấy vị thôi chứ đừng có lấy nhiều, 80.000 vị này này, lấy nhiều nó ta bắt đó, như thuốc thang truyền ta bắt đó, mình trong người chơi tôi cũng lấy nói hay rồi coi như chơi chục gọi luôn, nghe đi Hàn Quốc đi thải chứ nè, rồi là đưa về mà. Người nhà tôi cũng đợi hết rồi, chứ là có bán. Rồi kéo này, à đây kéo chữ này, số này, chữ số này đó, không mẹ không biết chữ này, chưa đánh nhá, đánh nó ra nó sẵn lắm, đẹp lắm chữ này. Đó
nguyên vẹn này, có khóa này, có rồi sau này đó nha, xịt nha, đây này xịt này, cực kỳ xịt luôn này. Đó, chưa rơi chưa gì hết rồi, đây này, chưa rơi cái nào hết rồi đó. Rồi này thì đúng là sai tuyệt trần luôn. Đó, chữ nghĩa đàng hoàng, bên anh chữ, bên anh chữ đó, 200k. Thực ra mà mua cái kẹo này 200 có chuyển khoản là tôi còn có 1.7, 1.7 mình có gần huê thôi, cái số 20 này, 200k có canh này. Còn này sử dụng thì coi như là bền, lâu bền này. Đó, số 19, 20, 200. Rồi cái số ai mua nhiều món nên cho cục này này. Cục này cục cũng phải cục nhảm lắm, cái này là lông. Lông này, quá mình nói sao thì loài này thấy là la rồi. Lấy cục quế này, lông. Lông không phải là dày nhảm đâu. Đây chữ này, chữ chỉ 13.000 chứ này tầm lúng rồi này. Đó, như món tròn cục này này. Thì mà cha nó thoải mái này. Rồi tiếp tục, chứ mình đi vào phần pin. Wow, có cái dao này đẹp mà. Đẹp không? Rồi pin này. Cục này là cục Hitachi 14V này, 1.5A này, đẹp này. Đó. Cũng nó không bị hết, chưa thảo à, chưa thảo ra nhá. Chưa thảo ra. Đợt bữa đêm cưới á, bữa chủ nhật á. Vào bên trong mà thấy hàng nó hạ xuống. Vô. À, hột rồi pin này, đẹp cực kỳ. Ô, hột luôn mấy cục. Sau xuống ngon hết luôn. Còn của mình hàng mới xuống bắt đầu rồi. Chơi luôn. Rồi xong. Đó đây này, đó. Chưa. 14 nha. Lần này thì nhiều người thích bởi vì họ nhẹ, nhẹ cái máy. Đó, cái quả máy sai rồi đấy, không phải nhẹ đâu. À. Nhanh này. Ăn dung lượng lớn nha. Đây pin đẹp không, mới đúng mới luôn, nhìn đúng mới luôn. Rồi cái này là 130k, 130.000, cục này 130.000, thì cái chi 14V, một hàng, cái số 21 đó, 130 ca. Rồi cái số chưa sạc nhá, cái này này. Đó, đẹp không, cục pin đẹp không, hai hàng 44W 7A, không còn 7A đó, mới xuống nó bắt đầu dứt liền xương thật, thử phạt rết đó. Đó. Đó 14 Hitachi đây, pin nó mới luôn, đẹp. Cái này không thấy pin,
cái này 220, cái số 22, à nó trùng số đó, đó 220k, quá ngon. Cái này nữa, cái này là bỏ máy Hitachi vườn này, à máy Makita, nhưng mà nó bể thì lên, bể bên tí này, lên nó bể lên, nó sẽ đó, đó chưa, phò gì lên, 18V, này pin này, nhưng mà bỏ vô cái máy Makita đó, Makita 18V nó vừa, nó hiệu Makita, đó, cái này 18V sệt, sạc nữa, chưa sạc nhá, pin toàn bộ là chưa sạc hết nhá. Đúng ra nó cầm thì sạc chứ nó cần thiết phải sạc. Ui giời, đó thấy chưa, 18V bỏng nó cháy nên pin nó còn nguyên trong bọc đó, trong bao là có nha, tôi vừa có 3 cục thôi, còn ngoài ra nó không có đâu, còn là một đồng bữa sau xuống nó có người thử rồi thấy nó bóc ở trong ra mà rồi cuối cùng nó không được, bóc ra tuy bản thử không được, không có cục nào nữa, người khác đến sau không thấy thử cũng không được luôn. Rồi 220, cây này là 18V, cây này là hai, à cây đó 22 23 23, đó 200k, 23 200, rồi xong rồi, giờ anh lấy kết thúc hết, nó không còn cái gì nữa. Còn cái ai mà mua cái cái này này loại bấm ghim này này. Đây ghim bán này, đây ghim bọc ghim này. Đó, nó trong hộp giấy á, nó ướt rồi chết, có chết này, nhưng mà đang bấm được, đây, đầu của nó cũng sáng được, cho nên ai mà mua là coi như là bán này. Tôi tin chắc là ở Việt Nam hiện nay bây giờ Trung Quốc với lại Việt Nam chưa sản xuất loại ghim này. Tôi hỏi nhiều mà nhiều người đi tìm rồi, hỏi tí rồi tìm không có, nó nói anh em biết nè, tìm người ghim thì bấm thoải mái hay gì nữa đó, người ghim bấm thoải mái rồi thì xài thôi. Ai mua mà có nhu cầu thì cái này đóng ghim này đó 200k, 200.000. Cái này tôi để xài thôi chứ chưa có cái cò hiện bán rồi, nhưng mà anh em cần thì để cho thôi. Đó nó tôi xài loại này cái nào đó. Chứ đâu có xài đồ dương cho hàng Trung Quốc mà. Dương cho hàng Trung Quốc mà đâu. Bên này cái gì tôi cũng chưa biết này. Cái này thôi, nó có cái dao này, này. Đó. Được chưa? Chúng ta là dùng từ cái nhớ Trung Quốc thôi, nhưng mà bây giờ thì mình có rồi, có Nhật rồi thì đâu có xài Trung Quốc nữa đâu. Rồi video đến đây kết thúc nha, video này kết thúc nha, anh em ai có nhu cầu alo nha, làm buổi sáng ngồi nghe máy đâu, anh nhắn tin này. Còn thì tôi ok lại, mà không có thì thôi nha, chúng mày gọi đi gọi lại mất công đấy. Đó nó hàng sục tầm cái đồ này hay thấy chưa, đồ này nó làm nó cực đã rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Coi Ukraine với Nga đánh nhau.